Wow. Hello, Lan Anh đây. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay sẽ là một video về tóc nữa. Và hôm nay các bạn thấy là Lan Anh không có làm tóc. Và Lan Anh để tóc nguyên thủy của Lan Anh để làm video này. Đó chính là video làm thế nào để kích thích mọc tóc thật là nhanh, thật là dài, thật là dày. Tóc Lan Anh nó là dài tầm 7 đến 10cm trong vòng 4 tháng. Có một cái video mà Lan đã tóc thẳng như thế này mà nó chỉ tới đây thôi, bây giờ thì nó tới đây và cái này là Lan mới đi cắt. Nếu mà không cắt thì nó chắc là sẽ còn dài hơn nữa. Và Lan sẽ không nói nhiều để khiến các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, Lan sẽ bắt đầu video luôn nha. Đầu tiên đó chính là detox cho da đầu. Thì như các bạn biết á, là da mặt của mình thì cần tẩy da chết đúng không? Thì da đầu mình cũng sẽ cần phải tẩy da chết. Thì Lan đã trải nghiệm rất là nhiều. Nó có những sản phẩm dành riêng cho detox da đầu. Giống như Lan có ở đây là của The Body Shop Fuji Green Tea Refreshing Purifying Scrub Shampoo. Thì cái này là thuộc dạng như là tẩy da chết mà có thể làm thay dầu gội đầu được. Tuy nhiên thì giá của em này không phải là bạn nào cũng có thể mua được. Nó tới bao nhiêu này? 779.000 cho một cái hũ này. Mà chỉ là để detox cho da đầu thì Lan biết là không phải bạn nào cũng sẽ có điều kiện mua. Cho nên là Lan có một cái cách khác mà dạo gần đây thì Lan dùng cái cách này nhiều hơn. Bởi vì nó ngăn cái dầu thừa ở trên da đầu Lan rất là tốt. Việc mình cần làm đó chính là một trái chanh và một muỗng baking soda. Sau đó mình sẽ lấy một cái bàn chải để mình chà lên da đầu của mình và để ủ tầm khoảng 20 đến 30 phút. Đối với Lan Anh khi mà dùng cách này thì tháng đầu tiên Lan sẽ sử dụng 2 lần một tuần. Nhưng mà sau 2 tuần thì Lan chỉ sử dụng còn 1 lần một tuần thôi. Và để cho sử dụng cách này hiệu quả thì các bạn nhớ canh dầu thừa trên da đầu của mình rồi mình canh liều lượng để mình dùng mỗi tuần nha. Còn da đầu của Lan bây giờ thì khi mà Lan sử dụng cái phương pháp detox cho da đầu này với lại kết hợp với bộ dầu gội mới thì tóc Lan Anh nó giảm hẳn dầu. Thí dụ như mà hôm bữa Lan gội đầu hôm thứ bảy thì tầm sáng thứ hai nó sẽ bị dầu, nhưng mà hôm nay Lan quay clip này á là đã tầm tối thứ ba rồi nhưng mà tóc Lan vẫn rất là tơi. Và Lan đã chạy xe máy nha, đội nó nguy hiểm cho nên là mồ hôi ra rất là nhiều nhưng mà hiệu quả rất là tốt đúng không? Cho nên là sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn tiếp theo chọn dầu gội như thế nào để có thể hiệu quả trên da đầu mình nhất và nó có khả năng kích thích mọc tóc nhất. Cái tóc Lan Anh đặc biệt á là khi mà dùng quá nhiều cái sản phẩm nó làm cho da đầu mình bớt gầu và nó kiềm chế dầu á thì nó sẽ bị bong gầu bởi vì da đầu Lan bị khô. Cho nên là bây giờ Lan đổi qua một cái bộ sản phẩm dùng để dưỡng. Lan không có thể tin được là một ngày mình sẽ dùng dầu gội dưỡng ẩm cho tóc luôn á. Thì bộ ngày hôm nay Lan dùng đó chính là Love Beauty and Planet Marine Moisture. Và cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt Clean Ocean Edition. Tức là cái bộ sản phẩm này nó sẽ được làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế 100% từ đại dương. Cho nên nó là một cách bảo vệ môi trường rất là tốt. Bởi vậy Lan rất là thích brand Love Beauty and Planet bởi vì cái thông điệp bảo vệ môi trường của Love Beauty and Planet rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Tóc Lan các bạn thấy ở trên video nó vẫn rất là bóng, rất là đen và rất là mượt. Lan không có chải đầu, đó là một trong những cái lý do tại sao Lan đổi qua dùng sản phẩm dưỡng ẩm cho tóc. Trong cái dầu gội này á thì nó có rất là nhiều dưỡng chất để làm cho tóc mình mềm hơn, hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng cho tóc hơn. Cụ thể hơn là có tảo xanh từ đại dương này, nó sẽ cung cấp dưỡng chất cho tóc. Thứ hai là nó có chiết xuất từ tinh dầu dừa. Thì các bạn biết tinh dầu dừa là một trong những thành phần mà đã lưu truyền từ dân gian tới giờ, là dầu dừa rất là tốt cho tóc và lông mi, lông mày chẳng hạn. Thì cứ kích thích mọc là mình sẽ sử dụng dầu dừa. Và đó là những cái dưỡng chất chính để cho nó nuôi tóc, làm cho tóc mình bớt khô sơ và bớt dễ ngọn hơn. Sản phẩm này thì nó có mùi khuynh diệp. Nghe tới khuynh diệp thì hơi dầu xanh chút xíu đúng không? Nhưng mà không, cái mùi này làm cho Lan rất là muốn đi biển luôn á. Nó rất là phù hợp với biển bởi Lan có cảm thấy được cái mùi muối biển và cái hương rất là kiểu như là thanh mát, cho nên là gội cái này rất là thoải mái, rất là relax. Ở bên cái phần này nó sẽ có những cái có và không ở trong cái chai dầu gội đầu này. Có dầu dừa nè, có tảo xanh nè. Cái này có thể dùng được cho tóc nhuộm cruelty free và vegan. Cruelty free là không thí nghiệm trên động vật và vegan là sử dụng những cái thành phần thuần chay và không có sunfat, không silicone, không chất bảo quản. Không có silicone đó thì Lan đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, thì nó sẽ không có gây cái cảm giác mượt ảo ở trên tóc của mình, làm cho mình cái cảm giác như là ô mình gội cái này nó mượt. Những cái
tác dụng phụ của các sản phẩm dầu gội đầu có chứa silicone, thì nó sẽ làm cho các bạn kiểu như là ồ các bạn thích tóc mình quá là bóng quá, nhưng mà thật ra thì không phải, đó chỉ là cái chất, đó chỉ là cái miếng silicone nó dính ở trên tóc của mình thôi. Thời gian rất là lâu dài về sau nó sẽ làm cho tóc mình yếu đi rất là nhiều. Cho nên khi mà gội cái dầu gội mà không có silicone như thế này á, thì các bạn sẽ thấy tóc của mình khi mà xả đi hết nó sẽ hơi rít chứ nó không có mượt như là cái sản phẩm chứa silicone khác. Khi mà các bạn không thích cái sự rít đó thì các bạn có thể dùng thêm dầu xả. Thì cái này cũng được tái chế 100% nhựa từ đại dương. Thì dầu xả này là Lan Anh luôn dùng sau mỗi lần gội, bởi vì Lan thích dùng dầu xả cho tóc mình nó mượt hơn. Cái đuôi tóc lúc nào cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng nhiều hơn khi mà mình sử dụng nhiệt, đi ra ngoài đường, rồi nói chung là nó sẽ không có được nuôi nhiều bằng ở ngay cái góc. Cho nên là mình sẽ dùng dầu xả để mình nuôi phần đuôi tóc. Có một cái bí quyết đó chính là Lan không bao giờ chải đầu trừ trước khi Lan đi gội đầu. Tức là Lan chỉ sử dụng được một lần trong vòng 4 ngày thôi. Tức là Lan sẽ gỡ rối cho tóc. Sau đó thì trong cái quá trình gội, đương nhiên là khi mà mình massage đầu á thì mình cũng sẽ bị rối tóc, thì Lan sẽ sử dụng chính dầu xả để Lan gỡ rối cho tóc. Thế cho là Lan sẽ lấy tay Lan cào như thế này, thì các bạn có thấy là Lan Anh cúi đầu xuống để Lan Anh gội đầu, thì cái cách làm như vậy nó sẽ kích thích mọc tóc nhanh hơn rất là nhiều. Khi mà cúi xuống máu nó sẽ dồn vào đầu á, thì mình sẽ massage được, thì máu dồn vào chỗ nào thì cái dưỡng chất từ ở trong người mình nó sẽ nuôi cái chỗ đó nhiều hơn. Và Lan biết là khi mà mình bầu bì như vậy, mình ngồi như vậy thì nó không có hay cho lắm, nhưng mà các bạn yên tâm, Lan có ngồi ghế chứ Lan không có ngồi bẹt. Thì đó, Lan chỉ chia sẻ cái cách mà Lan dùng để kích thích mọc tóc. Khi mà cúi xuống như vậy á thì mình sẽ canh được là mình sẽ không có sử dụng dầu xả lên da đầu của mình, bởi vì khi mà mình sử dụng dầu xả lên da đầu á thì nó sẽ gây bít tắc trên đây và nó sẽ gây mụn, gây gậu, không có tốt cho da đầu. Cho nên là Lan chỉ sử dụng từ phần này trở xuống thôi. Và dầu xả này gỡ rối rất là tốt, rất là mượt. Và cái sản phẩm này rất là lành tính, cho nên là các bà bầu yên tâm. Lan còn có 2 tips nữa muốn nhắn với các bạn, đó chính là hạn chế sử dụng nhiệt. Nói câu này giống như là mình tự tán vô mặt mình. Nhưng mà các bạn biết đặc thù của Lan lên hình thì Lan sẽ tạo kiểu nhiều. Hoặc là khi mà mình sử dụng nhiệt, mình nên có mua những cái sản phẩm cách nhiệt cho tóc, hoặc là bảo vệ tóc trước nhiệt, thì nó sẽ bảo vệ tóc tốt hơn, không có bị hư. Tiếp theo là tỉa đuôi tóc thường xuyên. Thì cứ khoảng 2-3 tháng Lan sẽ đi tỉa đuôi tóc một lần. Và như các bạn thấy là Lan Anh cắt tóc ngang bầu, chứ Lan không có cắt tóc tầng layer. Cắt tóc layer thì nó sẽ làm cho mặt của mình thanh tú, thon gọn, tạo kiểu đẹp hơn. Nhưng mà Lan muốn tóc Lan Anh dày á, kiểu như là dày bằng nhau từ đuôi tóc đến ngọn tóc luôn, cho nên là Lan cắt tóc bằng. Và cứ 2-3 tháng thì Lan sẽ đi tỉa đuôi một lần, cho nó không có bị chỉ ngọn ở phần đuôi. Nếu mà chỉ ngọn ở phần đuôi á, thì cái dưỡng chất từ ở chân tóc mà đi xuống nuôi cái đuôi tóc á, nó sẽ bị phí đi, bởi vì cái phần đó là nó chết rồi. Ok, video này là hết rồi. Hy vọng mọi người sẽ có được những tips đơn giản nhưng mà tóc mọi người sẽ dài thật là nhanh. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye.